Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ xin mời anh em mình cùng nghe một cái chất âm của cặp kèn cặp mic kèn nha, cặp mic kèn của Beoner, có model là BM40 ha. Cặp này thì trở kháng là 8 ohm nha và công suất là 20W ha, và giải tần của em nó cắt từ 800 độ lên. Thì tuy là 20W thôi nhưng mà những cái dòng kèn này độ nhạy nó cao quá anh em, thì tiếng kêu nó rất là to nha. Đó. Và em đang kẹp qua một cái con tụ 10W anh em nha. Đó. Phân tần em cũng có nhưng mà em lười lấy ra anh em cứ kẹp qua tạm con tụ để test cho anh em mình nghe thôi nha. Về anh em mình phối ghép vô thì nó lại càng hay hơn nữa ha. Nói chung test nhạc thì em rất là đơn giản anh em. Test để cho anh em mình biết là sản phẩm nó hoạt động tốt nha. Chứ những cái kèn này thì điện thoại nó cũng không thể nào thu âm và phát ra nó được như thực tế bên ngoài anh em. Và những cái cặp kèn em test á, thì cũng có nhiều anh em mình hỏi là em test nhạc ở đâu ha. Đó. Thì em test thì em chỉ lấy nhạc trên YouTube thôi anh em. Đó, em đang kết nối với điện thoại ha, em lấy nhạc trên YouTube để mà em test những cái bản liên khúc thôi. Có nhiều anh em mình hỏi thì em cũng báo là em lấy nhạc trên YouTube nha. Đó. Có nhiều khi em test trong những cái bài liên khúc á, anh em mình hỏi bài nào em cũng không có nhớ nè. Rồi bây giờ anh sẽ test cho anh em mình nghe nha. Thì những cái cặp kèn này nè là cái dãy tần nó ra là rất là nhiều anh em. Nó cái dãy tần những cái dãy tần đầu cụ á ha, đó, tiếng trung âm, tiếng đầu cụ, lóc cóc len keng nó ra rất là nhiều, nó nhiều hơn những cái loa bình thường rất là nhiều nha. Đó. Và anh em mình có những cái đôi tai khó tính á, thì những cái cặp loa trung trép bình thường thì không thể nào mà đáp ứng được hết cái nhu cầu của anh em mình, cho nên là anh em mình thường hay hỗ trợ thêm những cái cặp kèn như thế này. Anh em mình để trên nóc thùng loa ha. Đó. Thì để anh em mình hỗ trợ thêm những cái dãy lóc cóc len keng ha, và những cái dãy trung âm nó rõ ràng. Đó. Thì em cũng ít khi nào mà em câu những cái cặp loa vô em nghe lắm anh em ạ, em ít nghe lắm. Tại vì hàng về em test thì kiểm tra hoạt động ok, rồi em đăng clip rồi anh em mình mua rồi em test lại một lần nữa. Để hàng ok ngon lành, chuẩn chỉ rồi em gửi cho anh em mình á. Nội dung là hàng về hàng đi em test em nghe những cái cặp hàng về hàng đi thôi là đã quá là nhiều anh em. Cũng không có muốn nghe câu vô thêm để mà nghe nổi anh em ạ, nha. Nghe rất là nhiều ha, hàng về test với hàng về hàng đi thôi là test rất là phê rồi. Em cũng ít khi câu lắm anh em. Những lúc rảnh rỗi thì vẫn câu nhưng mà ít lắm. Rồi em mời anh em mình cùng nghe nha. Tiếng rất là tuyệt vời nha anh em. Anh em mình nghe giữa tiếng lóc ốc len keng á, rất là sướng anh em ạ. Rồi như vậy thì chắc anh em mình cũng đã cảm nhận được chất âm phần nào của cặp kèn này rồi ha. Thì em kẹp qua có con tụ 10W anh em nha. Đó. Phân tần thì nhà em lúc nào cũng có anh em, nhưng mà em lười câu lắm ha, cứ kẹp tạm qua con tụ vậy thôi cho anh em mình nghe ha. Về anh em mình nếu mà anh em mình có chơi phân tần thì tiếng sẽ hay hơn nhiều nữa nha. Nhưng mà em test đơn giản vậy thôi, để khi mà anh em mình nhận hàng về thì tất nhiên nghe nó sẽ hay hơn, em kẹp đơn giản như vậy rồi. Đó, như phần những cái bộ phân tần này kẹp vô thì tiếng mic nó rất là ngọt nè. Đó. Như những bộ phân tần của Beoner này ha,
bộ phân tần Pioneer DN6 nè, đó. Như những cái bộ này là kẹp cho con kèn này nghe là tiếng mic rất là ngọt luôn ha, đó. Đây, nghe là tiếng mic cực kỳ hay luôn khi mà kẹp vào bộ phân tần này nè. Đó. Và những cái phân tần tháo thùng hàng bãi của em, nhà em lúc nào cũng có anh em, phân tần em về nhiều lắm. Có nhiều bộ anh em mình hỏi em bữa hình em bán em cũng chưa có kịp đăng nữa. Phân tần thì nói chung là lo bát trung chép hàng rời á. Anh em mình có nhu cầu tìm bát trung chép hay là phân tần gì đó ha, thì kích thước bao nhiêu á thì anh em mình cứ nhắn tin qua Zalo nha. Nếu mà anh em mình muốn mua trong khoảng tiền là từ bao nhiêu á ha, thì anh em mình cứ nhắn tin là cần tìm cái lo bát lo trung lo chép hay gì đó, đường kính bao nhiêu, giá tiền tầm bao nhiêu tới bao nhiêu á, thì em sẽ soạn hàng em gửi hình cho anh em mình nha. Chứ anh em mình đừng có nói là cái tầm tiền ha, tầm tiền em cũng không biết anh em mình tìm tầm tiền bao nhiêu nữa, anh em mình cứ nói là 700-800 triệu, hơn triệu, 2-3 triệu gì đó ha, thì anh em mình muốn mua tầm tiền bao nhiêu á thì anh em mình nói, em sẽ soạn hàng em gửi hình cho anh em mình nha. Đó. Thì đây là cái bộ phân tần của Pioneer DN6 nè. Bộ này là bộ phân tần 3 đường tiến nha, đánh bass trung và trep. Bộ này thì anh em mình có thể đánh 3 đường tiến hoặc 2 đường tiến đều được nha. Anh em mình gạt công tắc xuống đây là đánh 3 đường tiến nè, gạt lên đây là đánh bass trep ha. Đó, gạt lên đây là hai quay, 2 đường tiến đánh bass trep ha. Gạt xuống đây là đánh 3 quay, bass trung trep. Đó, bộ phân tần của Pioneer DN6 ha, hàng sao băng xịn nha anh em nha. Đó, hàng sản xuất tại Nhật ha, rất là đẹp luôn. Bộ này 2,5 triệu nha, 2,5 triệu. Đây, bộ này mà kẹp vô cái cặp kèn này nghe là tuyệt vời, tiếng mic rất là ngọt luôn. Đó. Thì cặp kèn Pioneer DN6 này thì nó có cái đường kính là 31 phân anh em nha, 31 phân. Đó. Nhưng mà tính chính xác thì hơn xíu, nhưng mà một vài ly cũng không sao. Đây ha, chiều cao lên là tầm 14 phân anh em nha, 14 phân rưỡi á. Đây. Thì cặp kèn này là họng gen nha, họng gen. Và họng này là nó chia 3 ngăn nha, chia 3 ngăn. Đó. Và họng này là hãng họ sản xuất ra là cái họng cong anh em, đó, họng cong. Rất là đẹp nha. Đây, cặp cũ đây ha, họng hãng họ sản xuất là họng cái họng nó cong như thế này nè ha. Đó, cái cũ này anh em mình dặn ra được nha, và chỗ này anh em mình cũng có thể tháo ra luôn. Đó, đây hãng có thiết kế mấy lồng ốc nè, mấy ngóc để anh em mình tháo nè. Đây nó có đóng chữ Pioneer ha, hãng có đóng chữ Pioneer đây anh em. Đó, đây ha, hai cái đều có hai chữ Pioneer đây, đóng lại ha. Đó, nhìn rất là đẹp anh em, quá ngầu quá đẹp luôn ha. Cặp kèn gan của Pioneer nha, lo thì hoạt động tốt anh em, tiếng rất là hay ha. Anh em nào mà mình đang cần tìm cặp trung kèn ha, mít kèn đó, con này hát trung trép luôn anh em, hát trung trép luôn đó, những tiếng đầu cụ, tiếng lời ca sĩ đâu kêu rất là tuyệt vời. Họng là họng gan ha, họng cong, zin của hãng nha. Đó, đây và cũ lo ha. Thì cặp kèn Pioneer PM40 này, cặp này là loại tem nhôm nha, loại tem nhôm này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn loại tem giấy xíu anh em ha. Tem nhôm thì giá nhỉnh hơn loại tem giấy, loại tem giấy là loại tháo thùng, còn cái loại tem nhôm này là hãng bán rời nha, hãng họ bán rời cho nên là họ hoàn thiện mặt trước ha, và sơn hoàn thiện luôn mặt sau, rất là đẹp. Cặp này anh em mình về để rời ngoài thì rất là tuyệt vời nha. Đó. Thì cặp này thì giá là 8,5 triệu anh em, giá 8,5 triệu cặp kèn Pioneer BM40, hàng đẹp như thế này nha, tem nhôm ha, tem nhôm và họng là hoàn thiện rất là đẹp. Thì anh em mình có nhu cầu cặp này thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Thì anh em mình cứ tham khảo giá thị trường thêm nha, Pioneer BM40 đó, thì anh em mình sẽ biết giá thị trường hàng đẹp như thế này thì nó sẽ nhỉnh hơn cái giá 8,5 triệu này rồi đó. Thì cặp này mua được nói chung là giá em cũng cân đối khá là tốt cho anh em mình nha, em cân đối xíu lại thì em bán cho anh em mình thôi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Cặp kèn Pioneer BM40 giá là 8,5 triệu. Nếu mà anh em mình đã tìm hiểu qua cặp kèn này rồi và thấy giá ok thì liên hệ với em ủng hộ sản phẩm anh em nha. Còn anh em mình chưa có tìm hiểu về dòng kèn này mà thấy thích á, thì anh em mình có thể tìm hiểu thêm, tham khảo giá thị trường ha. Đó, với một cặp kèn đẹp như thế này thì giá 8,5 triệu rất là hợp lý cho anh em mình sưu tầm. Một cặp kèn gan họng cong của Pioneer nha, sản xuất tại Nhật anh em nha. Rồi clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.